Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh và hiện mình đang là một lập trình viên đang sinh sống và làm việc tại Úc. 2024 đã đến rồi và năm nay sẽ chính là tròn 11 năm kể từ lúc mà mình biết đến lập trình và bắt đầu gõ những dòng code đầu tiên. Thế nên trước video ngày hôm nay sẽ là tổng kết lại 11 năm học lập trình của mình, những cột mốc đáng nhớ cũng như là những bài học mà mình đã học được trong vòng 11 năm vừa qua. Chương 1 là sự khởi đầu hay là meet cute của mình với lập trình. Trường cấp 2 mà mình học là trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, rất là nổi tiếng với nhiều câu lạc bộ học sinh giỏi, từ toán, văn, anh, sử, địa đủ hết ý. Thì năm 2013 trường mình bắt đầu mở câu lạc bộ học sinh giỏi tin. Và cô mình bảo là ai đi học tuyển tin thì sẽ không phải đi học tin ở trên lớp, sẽ kiểu tự động được 10 phẩy luôn và không phải học kiểu đánh máy các thứ nữa ý. Logic của mình hồi đấy là mình không muốn học đánh văn bản, thế nên là mình sẽ đi học đánh code. Thế nên là mình với 4 năm bạn nữa ở trong lớp cứ một tuần một buổi sẽ ở lại muộn và học lập trình ở trong trường luôn. Thì hồi đấy bọn mình học Pascal và tất nhiên là mình không hiểu một cái gì cả rồi mọi người. Mình đi học chỉ để được 10 phẩy tin ở trên trường ấy, thế nên là mình cũng không để ý lắm. Cho đến một ngày bọn mình học vòng lặp và không hiểu sao cái bài toán hôm đấy là tìm ước chung lớn nhất của hai số và sau đấy là tìm ước chung lớn nhất của n số ấy. Thì mình cảm thấy rất là bị thu hút và mình ngồi nghe giảng rất là chăm chú và mình làm được cái bài đấy. Lúc đấy nó như kiểu có một cái bóng đèn nó vụt sáng ở trong đầu mình và mình bắt đầu để ý hơn đến bài tập. Đến lúc mà bọn mình học đệ quy và bọn mình học bài tháp Hà Nội thì mình cảm thấy là uầy, lập trình rất là ngầu luôn, Pascal rất là ngầu luôn, tại vì cái bài tháp Hà Nội nó lằng nhằng, nó phức tạp như thế. Thế mà kiểu chỉ cần có kiểu 4-5 dòng code mà mình có thể giải được rất là nhanh. Thế là mình kiểu mình bị đam mê lập trình từ lúc đấy. Những gì mình học được trong năm đầu tiên, lập trình rất là ngầu và tháp Hà Nội không có thật. 2014-2015 thì mình sẽ gọi đây là honeymoon phase. Lúc này sau khi mình nhận ra tình yêu với Pascal rồi thì mình code ngày code đêm. Mình đi học câu lạc bộ tin rất là đầy đủ và thầy cứ ra bài nào là mình sẽ code bài đấy. Đây là năm mình lên lớp 9 và cũng là lúc để mình phải suy nghĩ xem là nên ôn thi chuyên gì cho cấp 3. Và mình tất nhiên chọn thi chuyên tin khoa học tự nhiên và thi chuyên tin AMS. Hồi này mình cảm thấy mình như siêu nhân ấy mọi người. Mình có đi học câu lạc bộ tin ở trường này, học câu lạc bộ tin ở quận này, rồi học thêm cả toán điều kiện và toán thi chuyên để mình có thể ôn thi và chuyên tin AMS nữa. Có rất là nhiều hôm mình dậy từ 7 giờ sáng học ở trường, xong rồi đi học tuyển, xong rồi sau đấy bố mình lại chở mình đi học thêm nữa. Và nhiều hôm kiểu mình về lúc 10 giờ ấy, nhiều khi mình kiểu ngủ gật luôn ở trên xe luôn ý. Về lập trình thì hồi này mình tập trung ôn thi học sinh giỏi quận Hoàn Kiếm. Và đa số những vấn đề mà mình học sẽ liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật, như là các bài toán về tính toán này, mảng, vòng lặp. Rồi khó nhất thì chắc chỉ đến quy hoạch động thôi. Thế nhưng mà với một đứa học sinh lớp 9 như mình hồi đấy thì cũng khá là khoai rồi. Hơn nữa là lúc này không ai dạy cho mình cách đặt biến hay là viết code như thế nào cho nó sạch cái. Thế nên là mình nhớ là code hồi đấy của mình kiểu nó loạn tùm lum luôn. Nếu như mà sai hay là có bugs mà mình nhìn lại là mình không hiểu mình vừa viết cái gì luôn. Sau một thời gian học tập vất vả thì đến cuối năm lớp 9 mình cũng đạt được trái ngọt là được giải nhì học sinh giỏi tin quận Hoàn Kiếm, cũng như là giải 3 thi tin học trẻ thành phố thì phải, cũng như là đỗ vào chuyên tin AMS và chuyên tin khoa học tự nhiên. Thế nhưng mà mẹ mình thì muốn mình vào AMS nên là mình vào AMS. Bài học của mình trong chương này là không gì là không thể, miễn là mình cố gắng hết sức và dồn hết tâm huyết vào nó. Chương 3 là cấp 3 ở AMS. Mình không biết mọi người có ai như mình không, nhưng mà trong cái thời gian mà mình ôn thi thì mình không cảm thấy gì hết. Mình chỉ thấy vui các thứ thôi. Nhưng mà sau khi đã trải qua tất cả mọi thứ và đạt được những cái thành quả đấy rồi thì mình mới bắt đầu cảm thấy rất là mệt. Hồi đấy thì mình không biết đó là gì, nhưng mà bây giờ thì mọi người gọi đó là burnout. Mình cũng có thử đi học đội tuyển một thời gian nhưng mà thấy rất là mệt và không cảm thấy niềm đam mê hồi đó nữa. Mình cũng bắt đầu nhận ra là lập trình không chỉ có cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Mình không ngồi tìm ước chung lớn nhất cho hai số bằng code cả ngày. Và mình cũng nghe nói là không ai thật sự dùng Pascal để code cả. Thế nên là mình cũng lên mạng mày mò tìm hiểu các cái ngôn ngữ lập trình khác. Và mình phát hiện ra Code Academy và mình có học một chút HTML, CSS và JavaScript, rồi làm một vài project rất là đơn giản mà có sẵn ở trên Code Academy, rồi đem khoe cho bạn bè cho vui. Bài học mình không học được gì cả. Mình học được cách làm game ảnh tù tì trên JavaScript. 2018 là năm mình sang Úc để học dự bị đại học. Và tất nhiên là mình dành cả năm này để làm quen với môi trường ở Úc và mình cũng học thêm được gì về lập trình cả.
Thế nhưng mình đã có một quyết định là mình sẽ học ngành Business Information System ở trường University of Wollongong. Mình không muốn học Computer Science bởi vì mình sợ là Computer Science quá là nerd với mình. Thế nên là mình chọn học Business Information System bởi vì nó là cái ở giữa business và máy tính. Thế nên mình sẽ là cầu nối ở giữa những người không biết gì về máy tính và các lập trình viên ấy, bởi vì mình biết cả hai. Không hiểu tại sao suy nghĩ của mình hồi 18 tuổi nó lại như vậy. 2019 là năm nhất đại học. May mắn là ở trường mình, tất cả các ngành liên quan đến IT đều sẽ học các môn giống nhau trong năm nhất hết. Bọn mình đều sẽ học các môn như là giới thiệu về lập trình là Introduction to Programming, Introduction to OOP. Và mình được quay trở lại với lập trình sau một thời gian rất là dài, không có một dòng code nào cả. Trước đây thì tất cả những kiến thức của mình đều chỉ liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật, rồi làm thế nào để giải được một bài tập lập trình thôi. Và đến bây giờ mình mới bắt đầu biết đến Object-Oriented Programming. Và không hiểu sao khi mà mình nghe thầy giảng về Object-Oriented Programming thì mình lại cảm thấy là cái cách tiếp cận này nó hợp với mình hơn, nó kiểu gần gũi hơn và cảm giác là mọi thứ nó trực quan hơn so với việc là chỉ kiểu giải bài tập lập trình hay là Functional Programming mà mình đã học ngày xưa ấy. Và đến hết năm thứ nhất thì mình quyết định chuyển ngành học của mình sang Computer Science, tại vì mình nhận ra là mình thích code hơn là mình nghĩ. Kiểu nó đi một vòng ấy mọi người. Sau 3 đến 4 năm và mình bị mất cảm xúc với lập trình thì mình đã lấy lại được cái tình yêu đấy. Năm thứ nhất thì mình có hai personal project. Thứ nhất là một app quản lý hệ thống học sinh bằng Java mà mình đã làm trong thời gian học môn lập trình hướng đối tượng. Và thứ hai là một app Trello mà mình tự mày mò làm trong mùa hè khi mà mình tự học React. 2020, năm 2 đại học. Năm này mình được học C++ và quay lại với cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hay còn gọi là LeetCode 101. Hai môn này mọi người hay sợ bởi vì khó, thế nhưng mà mình lại rất là thích. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật thì giống như hồi cấp 2 mình học đội tuyển ý, cho nên là cảm giác như gặp lại một người bạn cũ. Lần này mình học bài bản và nâng cao hơn. Thay vì hồi xưa là thầy cứ hứng lên cho mình giải bài nào mình sẽ làm bài đó, thì lần này mình có một chương trình học bài bản hơn và thầy có giới thiệu cho mình các loại cấu trúc dữ liệu hay gặp kèm với các thuật toán, khi nào thì nên dùng thuật toán nào, cấu trúc dữ liệu nào, vân vân. Ngày xưa có những bài tập mình không nghĩ được bởi vì mình về cơ bản là không biết được stack hay là queue là gì. Nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình chủ động hơn và khi gặp một vấn đề thì mình có thể tư duy được là mình nên dùng cấu trúc dữ liệu nào và nên dùng thuật toán nào để giải. Cuối năm 2020 thì mình có đi thực tập ở một startup, được trả lương 25 đô một giờ. Mình làm front-end engineer và làm React Native với GraphQL. Và mình nhận ra là mình không thích web development đến thế. Hết kỳ thực tập đó thì mình rất là buồn là không nhận được return offer bởi vì công ty không có budget thuê thêm engineer nữa ấy. Và vài tháng sau thì công ty cũng không còn nhận được funding nữa và bây giờ cái app nó đã biến mất trên App Store với mọi người. 2021, mình sẽ đặt chương này là The Grind. Năm này là năm tăng tốc cật lực của mình. Về chương trình học thì năm này mình rất là stress bởi vì mình có môn Capstone. Đây là môn chạy dự án kéo dài 2 kỳ ở trường mình. Mình sẽ phải team up và làm việc với cả một client, khách hàng thực thụ. Dự án của bọn mình tự thấy là khá là ngầu. Môn này đúng kiểu bọn mình không chỉ học Python mà còn cả kiến thức y học, rồi học cả hình học không gian. Các cái hình chiếu của nó ở các góc khác nhau sẽ trông ra làm sao ấy. Về công việc thì mình xin được việc làm part-time ở một công ty phần mềm liên quan đến logistics ở Úc. Mình làm ở đó trong vòng 6 tháng và được thay đổi qua 3 team khác nhau. Mỗi team làm một cái công nghệ khác nhau hẳn hoi. Team đầu tiên mình làm C# cho cái app chính của công ty chạy ở trên Windows. Và đấy là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mà mình học C#. Team thứ hai mình làm web dùng React. Và team thứ ba thì mình làm data và dùng C# cùng với SQL. Sau 6 tháng mình xin nghỉ để dành mùa hè đó thực tập ở một công ty fintech tên là Optiver. Và đây cũng là lúc mà mình được trải nghiệm một ngành mới về tech mà mình trước đó không hề biết là tồn tại. Hóa ra ở Úc cũng như là ở Mỹ có một nhánh nữa của công nghệ mà được trả lương rất là cao. Đó chính là các công ty liên quan đến giao dịch chứng khoán. Và Optiver là một công ty như vậy. Môi trường của một công ty liên quan đến giao dịch và tài chính thì tất nhiên nó sẽ nhanh và hối hả hơn rất nhiều so với một công ty công nghệ. Và trong kỳ thực tập này thì task của mình là xây một cái web server bằng C++ kết nối với sàn giao dịch để đọc tin tức trực tuyến.
nghe thì rất là đơn giản đúng không? Thế nhưng mà cái tin nhắn mà họ gửi tất nhiên không chỉ đơn giản là những cái tin nhắn bình thường, mà nó đã trải qua nhiều lần mã hóa rồi. Thế nên mình phải dành rất là nhiều thời gian để đọc documentations về cái API và phải implement tất cả những cái đó bằng C++ trong vòng 6 tuần. Trước đó mình nghĩ là lớp 9 là năm áp lực nhất của cuộc đời mình. Thế nhưng mà bây giờ nó là 6 tuần để mình build cái server này. Đi đôi với áp lực đấy thì mình cũng học được rất là nhiều thứ. Không chỉ kiến thức liên quan đến giao dịch, đến tài chính, mà còn là những kiến thức liên quan đến WebSocket, rồi TCP, UDP, các thể loại encryption, decryption mà mọi người hay dùng. Điều mình học được trong năm này là take your time. Có những lúc mình rất là bực tức với bản thân mình bởi vì mình không hiểu mình làm một cái gì hết, không hiểu những cái doc này nó đang viết cái gì. Nhưng mà có những lúc mình chỉ cần chậm lại và đọc thật là kỹ cái lời giải thích ở trên documentation và cố gắng hiểu xem là nó viết những cái gì, tại sao người ta lại viết cái dòng này, thì mọi thứ dần dần nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2022 thì thực ra là một nốt hơi trầm. Một lần nữa rất là tiếc là mình không nhận được offer ở công ty trading này. HR có bảo với mình là mình rất là gần, mình chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Tất cả những kinh nghiệm mình có được trước đó đều liên quan đến web và gần như không liên quan gì đến cái ngành tài chính này. Thế nên mình mất nhiều thời gian hơn mọi người để có thể làm quen được với cái môi trường này. Tuy nhiên thì mình cảm thấy riêng cái việc mình có được cái cơ hội để thực tập ở đấy đã là một điều kỳ diệu rồi ấy. Mình là đứa con gái duy nhất, tất cả các bạn thực tập cùng với mình bên software engineer đều là nam. Và mình còn là một học sinh quốc tế và mình cũng không đến từ một trường danh giá Group of Eight như các bạn khác nữa. Thế nên riêng cái việc có cơ hội trải nghiệm cái kỳ thực tập đấy đã là một điều rất là may mắn với mình rồi. Và mình cũng nhận ra là mình thích môi trường năng động và nhanh ở trading hơn so với việc làm ở một công ty công nghệ truyền thống. Kỳ cuối này mình chỉ học có 2 môn thôi, một môn liên quan đến cái major Big Data của mình và một môn research liên quan đến Machine Learning. Cũng khá là vui đấy, thế nhưng mà mình nói thật là cũng không đọng lại được khá là nhiều. Bởi vì lúc này mình cũng đã xác định là mình sẽ theo software engineer và không làm data, ít nhất là hiện tại. Trong lúc này thì mình có làm part-time cho một công ty non-profit và mình làm web cho một dự án của World Food Program. Đóng góp của mình không quá là nhiều, về mặt tech thì cũng không có gì quá là đặc biệt. Thế nhưng thấy rất là vui bởi vì cảm giác như mình đang đóng góp một cái gì đấy cho xã hội. Sau một thời gian phỏng vấn và tìm việc thì mình đã tìm được công việc ở công ty hiện tại của mình. Công ty của mình đúng như những gì mà mình mong muốn, là liên quan đến fintech này, môi trường nhanh, năng động và mình được làm việc với rất là nhiều người thông minh và tài giỏi. Tech stack của mình thì vẫn chủ yếu là C++ và Python. Điều mình học được trong 2022 là một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Tất nhiên là mình rất là buồn sau khi mà không nhận được lời mời làm việc từ công ty mà mình đã thực tập. Đặc biệt đây là lần thứ hai nữa. Thế nhưng nhờ mình không nhận được return offer từ công ty thứ nhất nên mình mới đi tìm việc và tìm được công việc thực tập ở công ty thứ hai. Và nhờ việc mình bị từ chối ở công ty thứ hai mà mình tìm được công việc mà mình rất là yêu thích bây giờ. 2023 tập trung, chậm lại. Năm vừa rồi là năm ổn định nhất với mình từ lúc bắt đầu học tập trình đến giờ. Mình chỉ làm ở một chỗ, không chạy nhảy lung tung, không thay đổi ngôn ngữ. Mình tích lũy được thêm nhiều kiến thức về C++, Bash Scripting, WebSocket, Networking để phục vụ thêm cho công việc của mình nữa. Mình được trải nghiệm nhiều hơn, thế nên là cũng hiểu rõ hơn những mảng nào trong lập trình mà mình thích làm, mảng nào mình ghét làm, mảng nào mình muốn học giỏi hơn và kiểu lập trình viên nào mình muốn trở thành ý. Thế nên mặc dù không có quá là nhiều thay đổi trong 2023 nhưng mình cũng cảm thấy đây là năm mà mình học được nhiều nhất. Và đó là 11 năm học lập trình của mình, từ một đứa chỉ đến câu lạc bộ tin ngồi chơi Minesweeper cho vui cho đến một lập trình viên đang sinh sống và làm việc tại Sydney, Úc. Hy vọng mọi người đã thích video này và hãy comment ở phía dưới là mọi người đã học lập trình được bao nhiêu lâu rồi nha. Cảm ơn mọi người.